Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái Apple ID mà không cần thẻ Visa, Mastercard, nói chung là không cần thẻ tín dụng. Thì đầu tiên chúng ta cần tải phần mềm iTunes phiên bản mới nhất, và các bạn vui lòng sử dụng iTunes, có vùng iTunes là tiếng Việt nha các bạn, ngôn ngữ là tiếng Việt và vùng iTunes cũng là tiếng Việt nha các bạn. Sau đó các bạn truy cập vào phần ứng dụng và các bạn chọn vào mục App Store. Sau đó các bạn cầm và các bạn kéo xuống cho phần top app miễn phí, các bạn chọn app thứ nhất cho mình nha. Nếu các bạn nhớ chọn vào nha. Sau đó các bạn nhấn nhận. Các bạn không cần phải có iPhone hoặc iPad ở đây. Nó sẽ yêu cầu các bạn phải đăng nhập tài khoản iTunes Store. Các bạn nhấn tạo ID Apple. Ở màn hình này các bạn nhấn tiếp tục. Ở màn hình này các bạn nhấn vào dấu check và các bạn nhấn đồng ý. Ở đây các bạn vui lòng nhập thông tin. Các bạn nhập thông tin trong cái Apple ID mới của các bạn. Nếu như bạn nào có một cái Apple ID cũ mà muốn tận dụng lại cái email đó để làm cái Apple ID mới, thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa Apple ID cũ. Ở đây các bạn được yêu cầu phải đặt một cái câu hỏi để bảo mật thì các bạn đặt đại. Đặt sao ta? Câu hỏi là 123. Trả lời là 321 ha. Ngược 123 đi. Là 321. Ngày sinh. Ngày 25. Sau khi các bạn đã làm xong này, các bạn nhấn tiếp tục. Các bạn nhấn tích vào hai dấu dưới này nha. Thì nó sẽ có xuất hiện cái phương pháp thanh toán không ở đây. Nếu như các bạn có Apple ID cũ mà các bạn đăng nhập vào trong lúc mà mình nhấn nhận thì nó sẽ không có chữ không ở đây nha các bạn. Chỗ này các bạn không cần mình phải ghi gì cả. Chỗ phần danh xưng thì các bạn chọn. Yêu cầu nhập đường này. Mình cứ nhập tại là thành phố Hồ Chí Minh đi. Mã vùng là cộng 84. Số điện thoại. Tạo Apple ID. Thành phố nữa cơ. Mã thư tín của thành phố Hồ Chí Minh hình như là 70.000. Vâng, sau đó thì nó sẽ yêu cầu mình phải xác minh cái Apple ID này. Các bạn vui lòng truy cập vào email của chính mình. Bạn chờ một xíu cho nó loa. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn email rồi. Thường thì email của Google nó sẽ bỏ vô trong cái mục là nội dung cập nhật. Nó sẽ có một cái email có tên là xác minh ID Apple của bạn. Chọn vào nút này. Nó sẽ hiện ra yêu cầu mình phải đăng nhập lại, thì mình cứ đăng nhập lại thôi. Các bạn nhấn xác minh địa chỉ. Và sau khi xác minh địa chỉ xong, các bạn có thể sử dụng ngay cái tài khoản này để đăng nhập vào iTunes. Đây, sẽ đăng nhập cho các bạn. Đây. Hệ thống nó tự đã đăng nhập sẵn luôn cho các bạn rồi. Vậy là các bạn đã có một cái tài khoản Apple Store Free mà không cần phải có thẻ Visa, Mastercard hoặc là các loại thẻ tín dụng.
Còn nếu như các bạn muốn tận dụng, các bạn không có cái Apple ID cũ mà các bạn muốn lấy cái email đó để làm cái Apple ID mới thì làm sao? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta hãy mở một cái tab khác, các bạn vào link có tên là appleid.apple.com. Ở đây các bạn kéo xuống, các bạn chọn vùng, các bạn chọn vùng đúng với cái vùng của Apple ID cũ của các bạn nha. Đây là cái Apple ID cũ, mình có cái Apple ID cũ là vùng là Việt Nam. Được rồi. Đây, Việt Nam. Các bạn chọn vào Manager do Apple ID. Đây, cái Apple ID cũ của mình. Thì phương pháp đơn giản nhất đó là các bạn thay đổi, các bạn tạo một cái email trắng, một cái email bất kỳ nào đó. Sau đó các bạn nhấn vào đây, các bạn thay đổi lại cái email. Khi các bạn thay đổi lại các cái email mới, các bạn nhấn save, nó sẽ gửi một cái email và cái email mới của các bạn cũng giống như một cái email xác thực giống lúc nãy. Các bạn đăng nhập với cái tài khoản là cái email mới và password là password cũ, thì nó sẽ ngay lập tức đổi cái email của cái Apple ID cũ của các bạn, và các bạn có thể tận dụng lại cái email gốc của mình để tạo cái Apple ID mới. Vâng, xin chào các bạn.